Vâng, xin chào tất cả quý anh chị và các bạn. Rất vui được gặp quý anh chị và các bạn ở trong video này. Hôm nay là thứ năm ngày 15 tháng 7. Thì bắt đầu từ hôm nay mình có mở ra một room Zalo miễn phí để cho quý anh chị và các bạn có thể là hỏi những cái câu hỏi này để cứ vào trong cái room đấy thì cứ đặt câu hỏi gửi lên trên đấy nhé. Có thể là comment xuống ở dưới này hoặc là vào trong cái room đó thì đặt câu hỏi cũng được. Thì mình sẽ trả lời vào những cái cuối phiên như này. Lúc mình rảnh mình mở được chat thì mình sẽ trả lời cho các bạn. Còn nếu không được thì đa số là chúng ta sẽ trả lời bằng video như này thì sẽ rõ ràng hơn. Link của room Zalo thì mình sẽ để trong phần giới thiệu của video thì các bạn có thể là vào trong cái room đó luôn. Khi mình kiểm duyệt thì các bạn sẽ được vào room đó, room hoàn toàn miễn phí, không có gì cả. Các bạn có thể là vào đấy để trao đổi với nhau, nói chuyện với nhau bình thường. Trong video này chúng ta sẽ tiếp tục đi cùng nhau review qua thị trường một chút, sau đó đi trả lời một số những cái câu hỏi hay là một số những cái cổ phiếu đặc biệt cho ngày hôm nay. Thì ở những video nào cũng thế thôi. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi xem qua và tóm tắt qua thị trường một chút và phân tích qua thị trường một chút. Rồi sau đó chúng ta mới đi vào những cổ phiếu cụ thể nhé. Rồi trong ngày hôm nay thì thị trường tăng điểm khá là thuyết phục, 14 điểm tương đương với khoảng hơn 1%. 287 mã tăng điểm, 49 mã về tham chiếu và 82 mã giảm điểm. Trong rổ VN30 thì có 20 mã tăng điểm, trong đó có một mã tăng trần đó là cổ phiếu SBT và 2 mã về tham chiếu và 8 mã giảm điểm. Rồi thì về độ rộng của thị trường thì chúng ta thấy rồi, ở phiên sáng thì có khối lượng mã giảm điểm khá là nhiều, kéo dài cho đến đâu đó khoảng giữa phiên. Thì đến phiên chiều thì số lượng cổ phiếu tăng điểm tăng lên và đến cuối phiên thì số lượng cổ phiếu tăng điểm vẫn giữ được trên 60%. Đây là những cái điểm tích cực cho phiên hôm nay. Và đặc biệt là nhóm kéo điểm ví dụ như HPG, VPBank hoặc là CTG, GVR, Techcombank thì hôm nay là những cổ phiếu này khá là mạnh và tăng điểm kéo thị trường lên rất là nhiều. Ở chiều ngược lại thì MSN, GAS, VIC hoặc là BCM thì nó lại là ở chiều ngược lại kéo điểm cho thị trường. Tiếp nữa là chúng ta đi xem về giao dịch của khối ngoại hôm nay. Thì khối ngoại hôm nay lại xuất hiện mua dòng khá là nhiều. Cho đến cuối phiên là khoảng từ 2 giờ trở đi là khối ngoại tăng cường mua dòng trở lên. Và đến kết thúc phiên thì khối ngoại mua dòng đâu đó khoảng hơn 700 tỷ. Thì khối ngoại tiếp tục tập trung mua dòng ở những cổ phiếu như HPG, STB, SSI hoặc là GEX. Và thậm chí là hôm nay MBB có xuất hiện quay trở lại mua dòng một ít. Tuy nhiên ở chiều ngược lại thì khối ngoại lại tập trung bán dòng ở những cổ phiếu như KDH này, VRE, TCH thì hôm nay xuất hiện có khối ngoại bán dòng. Và đặc biệt là cổ phiếu DXG thì hôm nay xuất hiện khối ngoại bán dòng. Ở trong nhóm ngành ngân hàng thì đặc biệt là cổ phiếu SHB đến cuối phiên tăng trần lên 10% luôn. Đây là kịch trần luôn. Đây là một cái khá là đặc biệt cho cổ phiếu SHB. Thì cũng có nhiều người hỏi cổ phiếu này. Tí chúng ta sẽ cùng nhau đi vấn đáp cổ phiếu này nhé. Tiếp nữa là chúng ta sẽ đi vào về phân tích góc cạnh của thị trường. Thì đúng rồi. Thì hiện tại mình vẫn mong là thị trường vẫn sẽ chứng lại ở cái vùng MA100 này này. Chạm đúng MA100 hôm nay có bật lên, bật quay trở lại. Đây là cái hỗ trợ mà theo mình thì hiện tại nó cũng khá là tích cực. Tuy nhiên thì với phiên hồi phục điểm tăng lên đâu đó khoảng hơn 14 điểm. Nhưng mà khối lượng này thì chưa thuyết phục đâu nhé. Đó, quý anh chị các bạn lưu ý cái khối lượng này. Đây là khối lượng thấp nhất từ khoảng 6 tháng trở lại đây. Là thấp nhất năm 2021 cho đến tại thời điểm này. Hơn 6 tháng, 7 tháng rồi chúng ta không thấy cái tình trạng khối lượng mà thấp như này đâu. Với cái số điểm tăng khá là cao hơn 1%, hơn 14 điểm mà khối lượng giao dịch chỉ có đâu đó là chưa đến 20 tỷ. 15 tỷ thôi, mà 15.000 tỷ thôi, khá là thấp đúng không ạ? Khối lượng giao dịch rất là thấp, thế này thì chưa thuyết phục. Nếu mà khối lượng tăng điểm này mà khối lượng tăng tốt lên ấy, khối lượng tăng cao thì có lẽ là nó khá là tuyệt vời. Đúng không? Thì trước mắt thì chúng ta vẫn biết rồi, nó vẫn ở cái mức mà được gọi là kháng cự MA50 thì cũng khá là nhạy cảm. Thế hiện tại với bản thân mình ấy thì mình đã chỉ đợi hồi phục lên thì chúng ta bán một ít, hồi phục lên bán một ít thôi, tại vì hiện tại thị trường vẫn chưa xác nhận cho chúng ta cái điều gì cả. Tiếp nữa là chúng ta sẽ đi vào xem dòng tiền ạ. Dấu hiệu dòng tiền thì vẫn chưa có dấu hiệu tăng, tuy nhiên thì nó có dấu hiệu chứng ạ. Nó có dấu hiệu chứng và đi ngang 3-4 phiên trở lại đây rồi. Nó không có dấu hiệu giảm nhiều, cũng không có dấu hiệu tăng đi nữa. Thì mình sẽ mong rằng là khi nó có dấu hiệu chứng trở lại đây thì nó sẽ có một vòng tiền quay trở lại. Và khi vòng tiền quay trở lại này nó sẽ kéo thị trường tăng lên, ít nhất là gặp được chúng ta là kháng cự 1.400 điểm. Mình sẽ mong như thế. Thị trường hiện tại thì bây giờ vẫn là chưa thuyết phục, cái mức tăng điểm này chưa thuyết phục. Nhưng mà với hỗ trợ MA100 đâu đó khoảng 1.260 điểm đến 1.265 điểm. Đây là cái mức hỗ trợ khá là mạnh cho thị trường hiện tại. Rồi tiếp nữa là chúng ta sẽ đi vào trả lời những cái cổ phiếu hay là cái cổ phiếu cụ thể trong ngày hôm nay các bạn hỏi, hoặc là phiên hôm qua các bạn có hỏi ở những cái video thì các bạn xem. Bạn Nhân Ngọ có là nhận định giúp em cổ phiếu ROS và cổ phiếu IDG. Rồi ok, nhận định thôi, mình cũng không biết bạn là đang nắm giữ hay là như nào. Hiện tại thì về trung hạn thì cổ phiếu này cũng là đang khá là tích cực nhé. Nó đang giữ được mức trên giá trên 10A50, đây cũng khá là tích cực rồi, đúng không ạ? Và chúng ta thấy và rất là nhiều lần nó cũng quay trở lại, nó test cái vùng kháng cự này rồi. Và hôm nay cũng là như thế. Cái cổ phiếu này hiện tại thì cái kháng cự hỗ trợ MA100 này cũng khá là tích cực. Tuy nhiên về dài hạn, về ngắn hạn thì có lẽ là nó cũng không được tích cực cho lắm. Trước mắt nó vẫn còn kháng cự MA20 như này. Thì nếu chúng ta có mua vào cái vùng này, đúng không ạ, ta mua vào vùng này thì chúng ta cũng chỉ chốt ngắn hạn ở đây thôi. Chốt ngắn hạn thì nếu mua ở được cái vùng này giá đâu đó khoảng 21.4, 21.5 hoặc là 21.8 thì nó cũng khá là ok rồi. Thì khi lên đến đây chốt thì cũng khá là tuyệt vời rồi, chúng ta lướt sóng ngắn hạn thôi. Và nếu là tất nhiên thì chúng ta cũng phải cắt lỗ khi nó giao dịch dưới MA50 rồi, đúng không ạ? Cổ phiếu này thì khá là vững trên hỗ trợ MA50 đấy ạ. Nếu không vững thì nó cũng không quay trở lại, nó cũng không test được những cái cây nến rút chân mạnh như này đâu. Đây là một cổ phiếu nó cũng khá là ok. Theo mình thì hiện tại thì điểm mua nó cũng quá mua rồi. Nếu mà mua tốt nhất thì là cái cây nến chúng ta thấy nó quay trở lại test như này thì chúng ta mua một hai cây nến ở phía sau đây này. Đấy, thì là mua khá là hợp lý đối với cổ phiếu này. Tuy nhiên thì hôm nay nó tăng như này thì mình lại không thích khi đua như này nữa. Đã khối lượng tăng cộng với nến rút chân này cũng khá là tích cực nhá. Thì hiện tại những bạn đang nắm giữ thì chúng ta cứ giữ tạm thời và chốt lãi ở cái vùng là MA20. Chứ còn để giữ ngắn hạn quá ngắn hạn thì hiện tại ngắn hạn thì chưa có đẹp cho lắm. Tuy nhiên thì dài hạn hoặc trung hạn chúng ta có thể giữ cổ phiếu này nhé. Tiếp nữa cổ phiếu EDG ạ. Cổ phiếu EDG hiện tại thì không có điểm mua các bạn nhé, không có điểm mua. Nếu các bạn mua là sẽ theo kiểu chúng ta bắt đáy đấy ạ. Đây là cái vùng đáy khá là mạnh. Đúng không? Vùng đáy nó, cái nền giá này nó tạo khá là mạnh chứ không phải yếu đâu ạ. Cái nền giá này tạo khá là mạnh, mà nền giá này thậm chí nó còn bắt đầu từ ở đây rồi đấy ạ, chứ nó không phải mỗi cái giai đoạn này đâu, không phải mỗi cái giai đoạn này đâu. Đây, cái nền giá nó cũng khá là mạnh. Thì nếu các bạn mua ở cái vùng này thì chúng ta với mục đích là chúng ta bắt đáy, mua ở vùng đáy với kỳ vọng là nó đi lên thôi. Và với cổ phiếu EDG thì hiện tại chưa có điểm mua bạn nhé. Thì mua ít nhất là nó phải có tín hiệu mua này, và theo mình thì tín hiệu mua nó phải nằm trên MA20 thì chúng ta mới có những cái điểm tích cực. Đây, ví dụ những cái điểm này có tín hiệu mua vào trên MA20 như này, sau đó chúng ta bán ở những cái lúc mà nó đóng cửa dưới MA20. Hoặc là ví dụ những cái điểm như này. Đấy, cái điểm đủ tiêu chuẩn để chúng ta mua. Chứ đối với hiện tại thì không có điểm mua. Chúng ta mua vào với mục đích là chúng ta bắt đáy ở cái vùng này thôi nhá, với mong muốn là nó sẽ bật đi lên thôi, chứ nó chưa có điểm mua tại thời điểm này. Tuy nhiên thì về ngắn hạn hoặc là mục tiêu thì cổ phiếu này khá là ngắn. Đó, khá là ngắn. Trước mắt nó vẫn còn là kháng cự của MA50 với MA100 đây mà. Đó, thậm chí là MA50, MA100 luôn. Thì với những cổ phiếu này có lẽ là mình sẽ, theo bản thân mình ấy, thì mình sẽ không mua cái cổ phiếu như này. Tại vì cái trò bắt đáy mình cũng không thích cho lắm. Không phải cổ phiếu nào mình cũng đi nhặt bắt đáy được, đúng không ạ? Nó phải có cổ phiếu mà nó giao dịch khối lượng ổn hơn một tí, đều hơn một tí thì mình đi bắt đáy nó mới đáng. Chứ những khối lượng như các bạn thấy, những cái khối lượng đột biến như này mình không thích, những cái khối lượng như này quá, đúng không ạ? Thì nó ấy quá, nó rủi ro nhiều hơn. Rồi đấy là cổ phiếu IDG. Tiếp nữa là có bạn Thắng có hỏi là nếu thị trường phá vỡ MA50 thì xuống đến mức nào? Phá vỡ MA50 thì MA100 thì nó thành đi vào downtrend luôn rồi. Nếu nó phá vỡ sau đó nó quay trở lại test và test không được nữa, nó quay trở lại test và nó không thể giữ vững được nữa thì khả năng lớn nó sẽ về ở 1.200 điểm. Đây là cái mức mà chúng ta là khả năng nó sẽ về đến đây. Đây ạ, khi nó về nó có test được đi qua hay không. Ví dụ như cái đường MA nó sẽ kéo như này và nó đóng cửa, có một phiên nó đóng cửa dưới này chẳng hạn, nó sẽ có một phiên nó kéo trở lại test. Và cái lúc test này, cái lúc test này nếu mà nó không test được qua ấy, mà nó test nằm phía dưới ấy, thì chúng ta không còn kỳ vọng được là nó sẽ quay trở lại hỗ trợ trên MA50 nữa, mà lúc đó chúng ta sẽ lại đợi ở cái vùng là 1.200 điểm, 1.000 đâu đó khoảng 1.200 điểm. Chứ còn nếu nó vẫn giữ vững trên này thì tất nhiên là về hiện tại thì nó vẫn khá là ok, đúng không ạ? Đây, nó vẫn khá là ok. Thì trước mắt là chúng ta vẫn mong là nó sẽ ở trứng lại ở đây, từ đó đến qua là nó test ở những cái kháng cự này, sau đó nó mới quay trở lại nó bật đi lên tiếp. Thì những cái điểm này nó mới hay, chứ còn nếu nó test không được, test không thành công thì đấy mà tiêu cực nhé. Thì hiện tại thị trường như này thì vẫn giữ vững ở cái mức hỗ trợ khá là mạnh MA 100 mà. Rồi thì chúng ta cứ theo dõi tiếp thôi. Khi nó phá vỡ khỏi cái hỗ trợ này thì có lẽ 1.200 điểm nó ở đấy đợi rồi. Tiếp nữa là bạn Huỳnh Anh làm MBB mua giá 28.3. Với MBB thì cổ phiếu đánh giá cho dài hạn, thậm chí là trung hạn là ok nhé. Thì các bạn nắm giữ ở hiện tại thì cứ nắm giữ đi. Thậm chí các bạn nếu mà đang ở giá cao quá thì các bạn cứ trung bình giá xuống. Tại vì đối với cổ phiếu MBB thì bản thân mình đánh giá rất là ok, không phải chỉ đánh giá ngắn hạn mà là đánh giá cả dài hạn cũng rất là ok. Các bạn thấy này, những cái hỗ trợ MA 100 ở MA 50 chứ rất là nhạy cảm này. Không chỉ phiên hôm nay, cứ cho là phiên hôm nay tất cả banh đều bật đi. Cái phiên hôm trước thì các bạn thấy rồi, thì nó vẫn test lại cái MA 50 đây này, nó khá là vững. Thì đây là cái cổ phiếu khá là tích cực cho MBB nhé. Thì MBB hiện tại MBB thì không có điểm mua đâu, nhưng mà với kỳ vọng gặp hỗ trợ như này thì nó sẽ đi lên. Và cổ phiếu này thì mình đánh giá rất là tích cực cho dài hạn và ngắn hạn và trung hạn luôn đấy ạ. Ngắn hạn thì tất nhiên là khi nó phá khỏi MA 20 như này thì nó sẽ không có thời gian hay là không có lúc để tạo cái lợi nhuận cho chúng ta nhanh tại cái thời điểm này đâu. Thì đối với chúng ta nắm giữ dài hạn và trung hạn thì chúng ta vẫn kỳ vọng được nhé. Hay là cổ phiếu bạn Kim Ngân là cổ phiếu STB. Thì STB hôm nay có hồi lại một chút hay sao đây mà. STB thì hôm nọ có gãy ở trung hạn hôm nay có hồi lại một chút và hồi lại khá là suýt trần, sắp trần luôn. Đây là cái điều mà cũng khá là tích cực. Thì đối với những bạn mà nắm giữ cái cổ phiếu này thì theo mình hiện tại thì chúng ta chỉ đợi nó hồi khi nó giao dịch như này rồi. Theo quan điểm của mình ấy, thì chúng ta chỉ đợi nó hồi về những cái kháng cự này chúng ta bán đi thôi. Ta bán sau đó đợi tiếp tín hiệu để chúng ta mua vào. Nếu nó qua thì cũng thôi, và chúng ta đợi nó mua vào. Nó đi gặp kháng cự mà chúng ta lại mong rằng nó đi vượt qua kháng cự thì nó lại đi mua, thì cái đấy nó rủi ro lắm. Mà thậm chí hiện tại là gặp kháng cự trung hạn với lại gặp cả kháng cự ngắn hạn như này rồi. Đối với cổ phiếu STB thì hiện tại chúng ta chỉ có đợi như thế chứ không mua được tại thời điểm này nhé. Rồi giữ thì tại thời điểm chúng ta cứ bắt buộc chúng ta vẫn cứ giữ để cho nó chạm cái này để chúng ta bán đi thôi, chứ còn mua thì không mua được. Bạn Kami là phân tích HNG thì anh ơi, ok thì nói sau nhé. HNG thì nói nhiều lắm, với lại cũng có nhiều video nói đến cổ phiếu HNG rồi. Cái cổ phiếu này có lẽ tại cái thời điểm này thì chúng ta chỉ đợi hồi lên nó bán thôi, chứ không có nắm giữ lâu dài được. Là cổ phiếu DXG 36 TPB 36 xuống 33 rồi. Giờ thì hôm nay banh nó đều có hồi lại một chút như này, thì có banh hồi mạnh, có banh hồi yếu, thì đấy cũng là dòng tiền và tính chất của từng banh nữa, không phải tất cả nó đều là. Tuy nhiên thì như này, bạn mua ở giá 36 mà xuống đến đây lỗ cũng khá là nhiều rồi. Tuy nhiên lỗ nhiều thì chúng ta lại chỉ xác định là chúng ta có bán hay không là tại những cái thời điểm giao dịch. Chủ yếu chúng ta giao dịch ngắn hạn mà, đúng không ạ? Những các bạn mà giao dịch dài hạn là trung hạn thì họ cũng, mọi người ấy, các bạn thì cũng đã note ở đây là mình giao dịch lâu dài hay là như nào đấy thì nó khác nhé. Còn đối với những bạn mà mua giá nào xong lỗ bao nhiêu đấy, đa số là chúng ta giao dịch ngắn hạn. Thì đối với ngắn hạn là chúng ta chỉ so sánh cái đường MA 20 này mà thôi. Chúng ta nắm giữ cổ phiếu thậm chí còn không đến một tháng, chỉ lướt, nói chung là đâu đó một vài tuần lại out, thì nó kiểu chúng ta so sánh với cái MA 20 này. Thì đây chúng ta ra vào cái đường MA 20. Tín hiệu mua thì nó khác, chứ còn tín hiệu bán thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải so sánh cái MA 20 này rồi. Đối với trung hạn thì hiện tại cổ phiếu này nó cũng đã phá khỏi trung hạn như này, phá khỏi MA 50 này. Và bây giờ thì tất nhiên là bạn cũng phải nắm giữ thôi. Kể cả nến hôm nay nó không tăng thì bạn cũng phải nắm giữ, để hy vọng rằng là khi nó chạm MA 100 thì nó bật lên. Cái MA 100 này cực kỳ là một cái hỗ trợ mạnh, và nó cũng kháng cự thì nó cũng sẽ kháng cự mạnh. Như bạn thấy không, quá khứ đây này, thấy là chạm MA 100 bật lên này. Đây là một cái hỗ trợ, hay là còn gọi là hỗ trợ kháng cự mạnh của hầu hết tất cả những cái cổ phiếu hay là thị trường, nó đều như thế. Nó phản ứng rất là mạnh với cái đường trung bình này. Thì khi đã xuống sâu như này rồi thì dù sao chúng ta cũng lỗ rồi, thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải nắm giữ để cho nó chạm vào đây thì nó bật lên hay không. Nếu bật lên thì càng tốt, còn không bật đi lên thì chúng ta chấp nhận chúng ta lỗ nhiều hơn không thôi. Chúng ta không biết chắc chắn là nó có bật đi lên hay không. Và trước tiên là bây giờ nó đang có kháng cự là MA 50, thì khi nó hồi được lên đến đây thì tạm thời bạn cũng sẽ bán đã. Hồi đến đây tạm thời bán, sau đó chúng ta sẽ đợi tiếp tín hiệu vào để mua tiếp một vòng mới, chứ chúng ta không kiểu là giữ để kỳ vọng nó đi qua, vượt qua kháng cự, không làm kiểu đấy nhá. Rồi, đấy là cổ phiếu TPB. Chứ còn hiện tại mua vào thì không mua nhé, chưa có tín hiệu để mua vào. DXG có nên cắt lỗ không? DXG nói chung là đối với TXG thì hiện tại nói chung là những cái cổ phiếu như này thì mình cũng không thích đâu. Tại vì đây là một trong những cổ phiếu mà dạo vào trong danh sách đen của mình rồi. Thì hiện tại nói chung là nó gãy hết tất cả các xu hướng, nó gãy khá là lâu chứ không phải cái thời gian này gãy nữa. Không phải tại vùng này gãy tận dài hạn luôn này. MA100 bị gãy rồi. Thì khi cái MA100 này nó thành kháng cự thì nó cũng là một kháng cự rất là mạnh. Và nó thành hỗ trợ thì nó cũng sẽ là một hỗ trợ rất là mạnh. Đấy, chứ không phải đơn giản. Khi nói đây, nó phá khỏi MA100 đi xuống rồi thì lúc này nó bắt buộc nó cứ sập sình. Nó rất là đắn đo khi nó phải làm sao để một là vượt qua, hai là kháng cự của cái MA100 thì nó rất là khó. Nếu các bạn thấy nó không thể đi qua được thì những cái cổ phiếu như này thì nó kháng cự mạnh như này thì các bạn đừng có giữ làm gì cả. Tuy nhiên ở cái vùng này thì nó bị phá khỏi cái nền giá nó khá là mạnh như này rồi thì chúng ta giữ làm gì nữa. Và biết là các bạn lỗ nhiều nhưng mà biết làm gì được. Đó. Đây có một cây nến xác nhận là nó phá khỏi cái nền giá đi xuống này. Kể cả mấy cái phiên này nó có hồi lại thì khi có tín hiệu này nó bị xác nhận là phá khỏi cái nền giá này nếu chúng ta giữ làm gì nữa. Cho mình tạm thời nó hồi như này là cho chúng ta bán đi rồi. Và thậm chí bây giờ nếu nó hồi lại được MA100 thì bán thì càng tốt, MA20 thì bán càng tốt, nó không hồi được bao nhiêu bán bao nhiêu. Để những cổ phiếu như này. MSB, LPB, ok bạn Tuệ Nguyễn. Ra MSB nó cũng MSB nói rồi sao nhỉ? Sao nó giống chat giống. Ok. MSB như thế này thì nói chung là mua được không, vào được không ở đây nói chung là bây giờ nhạy cảm lắm. Theo mình thì các bạn dài hạn một tí hay là nắm giữ trung hạn một tí, nắm từ đâu đó khoảng từ 3 đến 6 tháng thì các bạn có thể mua những cái cổ phiếu như này. Khi nó còn giao dịch trên MA50 này có thể mua được. Còn đối với những cái bạn mà muốn hôm nay mua ngày mai có lãi hoặc là tuần này mua tuần sau có lãi chục % thì sẽ không mua những cái cổ phiếu mà nó kiểu này. Và đừng khi cần đã mua rồi thì quay trở lại nó kiểu vừa mới mua cái lỗ bao nhiêu %, lỗ 10%. Thì đấy, tính chất của mỗi người đầu tư nó khác nhau, chịu lỗ, chịu rủi ro nó khác nhau nhé. Đối với những bạn ngắn hạn thì họ sẽ quan tâm về những cái đấy. Ví dụ như dài hạn từ 3 đến 6 tháng thì lỗ 10% đâu đó thì họ cũng chả quan tâm nhiều cho lắm. Tại vì cái lúc hỗ trợ MA100 của họ vẫn đang tích cực mà. Ví dụ như bạn nắm giữ những cái cổ phiếu mà trên này chẳng hạn, từ đây đến đây nó lỗ khoảng chục % nhưng mà hỗ trợ MA50 trung hạn của họ vẫn đang tuyệt vời như này thì họ vẫn giữ thôi. Đấy, thì với tính chất của mỗi người chịu lỗ khác nhau, cách đầu tư, xu hướng đầu tư của mỗi người khác nhau thì nó sẽ phản ứng với cái lãi lỗ nó khác nhau nhé. Thì đối với những bạn mà đầu tư dài một chút thì có thể mua được cổ phiếu này. Còn những ngắn hạn thì tất nhiên là các bạn không mua rồi. Ngắn hạn là những bạn mà đầu tư thậm chí nắm giữ cổ phiếu không đến một tháng ấy, dưới một tháng ấy thì không mua cái cổ phiếu như này nhé. Tại vì nó còn gặp kháng cự MA20 như này, nó sẽ phản ứng, nó giảm xuống, đây là cái điều tất nhiên thôi. Còn nếu bạn mà dài hạn một chút thì các bạn có thể giải ngân ở những cái vùng nó sát hỗ trợ như này. Những bạn đầu tư dài hạn thì người ta sử dụng từ không phải là điểm mua nữa, người ta là sử dụng từ là giải ngân. Đó, giải ngân khi gặp những cái vùng gần cái hỗ trợ này thì họ sẽ mua dần. Đấy, cứ giá đỏ họ mua, mỗi ngày mua một ít, đến khi lên quá cao rồi thì họ sẽ dừng mua. Đấy, họ sẽ dừng mua và đi tìm điểm chốt thôi. Đây là tính chất của mỗi người đầu tư khác nhau. Thì những bạn mà mua với trung hạn, dài hạn thì có thể mua cái cổ phiếu này. Thì đây là một cổ phiếu nó cũng khá là tuyệt vời. Đấy, nó nhạy cảm này, khá là tuyệt vời, nó gần giống với MBB đấy ạ, đánh giá khá là cao nhé. Tiếp nữa là LPB thì cũng khá là nhiều người hỏi. Thì theo mình LPB hiện tại thì LPB là cái cổ phiếu nó tạo nền hay sao nhỉ? LPB thì cũng như thế thôi, ngắn hạn thì không mua, thậm chí là trung hạn cũng không mua luôn. Tại thời điểm này không mua được cổ phiếu này, riêng LPB không mua được nhé bạn Nguyễn Thế Hùng ở đâu, bạn Tuệ Nguyễn nhé. Thì hai cổ phiếu mà bạn comment vào đây thì với MSB thì có khả năng mua ở trong trung hạn được, nhưng mà LPB thì không mua được, ngắn hạn hay trung hạn đều chưa mua được nhé. Tạm thời chúng ta xem xét đến cái tín hiệu nó bật trở lại đã, nó phải qua được, ít nhất là qua được hỗ trợ MA100 này MA50 này thì chúng ta mới xem xét mua vào trong set trong dài hạn. Nhưng thì để ý tại cái thời điểm này tất cả những cái ngắn hạn nó đều cho cái xu hướng nó không đẹp cho lắm, thì cổ phiếu này tạm thời chúng ta né đi nhá, đừng, từ từ hắn xem xét tìm điểm mua tại cái thời điểm này đã. Cổ phiếu này hiện tại cũng chưa có điểm mua cả. Đấy, những bạn mà đầu tư ngắn hạn thì chúng ta sẽ chú ý đến điểm mua hơn, điểm mua ví dụ những cái điểm mua này, đấy, điểm mua này, điểm mua điểm bán. Còn nếu bạn mà đầu tư dài hạn thì Cái điểm mua của họ là họ sẽ dùng cái phương pháp được gọi là giải ngân, họ sẽ mua dần ở những cái vùng hỗ trợ, là khác nhau tính chất của mỗi người, với phong cách đầu tư khác nhau. Còn LPB thì tạm thời né đi đấy nhá. Cũng bạn Tuệ Nguyễn này, TTF lỗ 16% rồi. Đối với TTF là lỗ trên 10% mình cũng khó để nói chuyện, khó để tư vấn với mọi người lắm. Đối với TTF thì hiện tại nó đang ở cái vùng hỗ trợ khá là mạnh luôn, nó đang sập sình ở cái vùng hỗ trợ MA100. Đấy, nếu chúng ta quen này, nếu chúng ta quen thì khi cổ phiếu vừa gặp kháng cự MA50 này, vừa có hỗ trợ MA100, nó sẽ sập sình ở những cái vùng này thì nó sẽ có hai xu hướng. Nó sẽ có hai xu hướng, một là xu hướng nó đi xuống và lúc đó nó sẽ xu hướng khá là xuống khá là sâu. Một là đi lên, thì đi lên lúc này thì đi lên rất là mạnh nhá, đi lên cực kỳ là ok luôn. Tại vì lúc đấy nó được hỗ trợ mạnh ở tại cái vùng giá là MA100 với MA50 ấy, nó gộp lại hai cái đường này, nó gộp lại và tạo thành một cái góc đi sập sình như này, thì những cái cổ phiếu này nó sẽ có tính chất như thế, nên là các bạn theo dõi tại cái thời điểm này. TTF thì hiện tại nói chung là ngắn hạn thì cũng chưa mua được đâu nhá bạn nhá. Thì nói chung là dài hạn thì mua được. Với TTF hiện tại dài hạn thì mua được, nhưng mà cắt lỗ rất là sớm, cắt lỗ rất là sớm đây ạ. Khi nó vượt hoặc là đang giao dịch xung quanh cái MA100 này, cộng với cái volume mà tại vùng giá đó nhiều nhà đầu tư mua nhất, thì chúng ta có thể mua cho dài hạn. Đây là mua cho dài hạn nhé. Tuy nhiên chúng ta xét đến giá cắt lỗ thì là rất là ngắn. Những cái dài hạn này khi nó vi phạm cắt lỗ phát, chúng ta cắt lỗ thôi, đó là nó sẽ phá khỏi cái nền giá này. Nó chính là cái nền giá này, cái nền giá bền bền nó tạo nền giá này. Thì khi nó giao dịch dưới MA như này, thậm chí là dưới MA200 luôn đấy. Dưới MA200, cái đường màu đỏ ở trên AMI của mình là MA200 nhá. Đấy, khi đây chính là cái vùng giá mà chúng ta cắt lỗ. Chúng ta mua ở vùng này và cắt lỗ thì thông thường là cái tín hiệu như này để cho chúng ta mua dài hạn, thì cắt lỗ rất là ngắn, đâu đó chỉ dưới 10% thôi. Nhưng mà mục tiêu dài hạn của chúng ta sẽ phải đánh giá dài một chút, thì lúc đó chúng ta mục tiêu đạt đâu đó khoảng từ trên 10% trở lên. Đấy là những cái tín hiệu chúng ta đi tìm những cái mua ngắn hạn hay dài hạn. Thì đối với TTF thì hiện tại bạn đang lỗ 16% thì không bán nữa. Đó. Đây của bạn Tuệ Nguyễn, hiện tại thì bạn sẽ không bán cổ phiếu này tại cái thời điểm này nữa. Chúng ta sẽ đợi tiếp, đợi chúng ta theo dõi tiếp. Nếu nó giao dịch dưới giá 6,4 đấy ạ, chính là MA200 dưới giá 6,4 thì chúng ta bán đi. Tại vì khi nó giao dịch dưới cái mức giá này thì nó không còn hỗ trợ hay không còn dài hạn nữa. Vì bây giờ chúng ta vừa mua với cổ phiếu TTF hay là nắm giữ cổ phiếu TTF là với mục đích là chúng ta còn với kỳ vọng là cho dài hạn một chút. Tuy nhiên thì những cái cổ phiếu mà dài hạn thì nó cũng sẽ có ngắn hạn chốt lời ngắn hạn. Bạn thấy này, volume nến, volume cộng với nến như này. Thì những cái thời điểm này, những cái thời điểm mà chúng ta chốt lời, chúng ta chốt tìm tín hiệu mua, đánh giá cổ phiếu mua trong dài hạn, nhưng mà chúng ta đã đi chốt ngắn hạn là như này đấy. Đây là những cái này mà chúng ta thấy nó quá là tiêu cực cho ngắn hạn, thì chúng ta vẫn cứ mua cổ phiếu này, giữ cổ phiếu này đến đây chúng ta bán ra thôi, tạm thời bán ra. Nếu nó có vượt qua đi nữa thì xem xét chúng ta lại tìm điểm mua vào tiếp. Đây là với cổ phiếu TTF. Tiếp nữa là cổ phiếu HNG. Bạn Kami, cổ phiếu HNG thì nói chung là cũng có video nói nhiều cái cổ phiếu này rồi, nên cổ phiếu này nó khó lắm. Tại cái thời điểm này thì nó xấu, quá là xấu rồi, quá là xấu. Nó vượt qua được những cái nền giá như này rồi ấy. Nền giá mà nó đi xuống khỏi những cái nền giá nó xấu như này rồi. Đó là cái mức giá đâu đó khoảng giá 10.6, 10.x. Thì đây là cái nền giá nó vượt qua khỏi xuống thì nó không còn đẹp nữa. Thì bây giờ những cái tín hiệu mà nó hồi lại thì chúng ta chỉ mong rằng nó hồi lại được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu thôi. Thì những cái tín hiệu hồi lại thì chúng ta sẽ bán đi, giải ngân dần. Tại vì hiện tại bạn biết rồi, chúng ta không biết chắc chắn là nó sẽ hồi lại đến bao nhiêu, nhưng mà trước mắt nó ở đây chính là cái kháng cự của nó. Đó. Thì đây là những cái kháng cự rất là mạnh. MA20 thì không mạnh, nhưng mà riêng MA100 với cái nền giá này thì cực kỳ mạnh với cổ phiếu này luôn. Nói thật các bạn. Nên là đối với mình ấy, thì mình sẽ khi có những cái tín hiệu nó hồi này, tín hiệu nó nến xanh quay trở lại, thị trường tăng quay trở lại như này, thì mình sẽ giải ngân dần. Mỗi ngày giải một ít, cho đến khi nào thôi thì kệ, lúc nào hết thì kệ. Đó. Nên là đối với HNG không có phân tích gì nhiều cả. Tại vì HNG hiện tại như này là quá là xấu rồi, không có biểu hiện gì tích cực cả. Kể cả xem trên tuần nó cũng như này luôn. Xem trên tuần nó cũng phá vỡ còn cái nền giá này, thậm chí nó còn ở nằm cái xu hướng mà downtrend như này. HNG thì hiện tại làm gì giữ làm gì nữa, những cổ phiếu này nhá, tạm thời giải ngân, tạm thời dần giải ngân để cho out ra thôi. Nếu vững tin, các bạn vững tin thì giữ đâu đó đến giá khoảng giá 68 67, 65 67 thì 7 đâu. bảy mấy chứ, 6 đến 78 thì có thể là nó sẽ trứng lại cái vùng này khá là nhiều. Tuy nhiên thì có vững tin hay không thì đấy cũng là tùy bạn, thì tạm thời như này theo mình sẽ bán đi, không giữ cái cổ phiếu này nữa. Đây là cổ phiếu HNG. Tiếp theo là cổ phiếu HPG, hôm nay cũng có hồi lại một chút ạ. Một số những cái cổ phiếu bên dòng thép đó là HPG, HSG thì hôm nay cũng có sự hồi lại khá là tích cực. Tuy nhiên thì khối lượng nó cũng không được thuyết phục cho lắm, nó giống như thị trường, khối lượng không thuyết phục. Tăng điểm khá là đẹp, đúng không ạ? Tăng giá khá là đẹp nhưng mà khối lượng lại không đẹp. Đó, khối lượng là quá là không đẹp. HPG thì nói chung là những cái cổ phiếu như này thì vẫn chưa có tín hiệu để chúng ta mua. Đấy. Ngành ngân hàng chủ yếu là những cái cổ phiếu như Techcombank hay là MBB có nói rồi, SHB các kiểu. Đấy, thì Techcombank thì hôm nay nó có quay trở lại một chút nên các bạn thấy rồi, như mình đã nói khi nó giao dịch dưới MA50 này, nó có quay trở lại test hay không nữa. Đấy, test thì các bạn thấy này, nó gặp kháng cự MA20 này, nó chỉ gặp tăng đến mức này, mà mức này giá này nó có trần được đâu. Đó. Hay là có tăng cao được này đâu, nó cũng bị phản ứng xuống. Để cái tính chất của những cái kháng cự tất nhiên nó sẽ bị nhạy cảm. Bây giờ cái cổ phiếu này sẽ là một trong những cổ phiếu nó sẽ phải sập sình giữa ngắn hạn và trung hạn, như này. Cổ phiếu này thì hiện tại cũng chưa có điểm mua, còn các bạn đang nắm giữ rồi thì thôi, tạm thời nắm giữ. Chứ còn theo mình ấy, là không phải tạm thời nắm giữ, mà theo mình sẽ là ao ra chứ mình không giữ cổ phiếu này. Hiện tại không đủ điều kiện để mình giữ cổ phiếu này nhá. Kìa dài hạn, tại vì dài hạn mình không đánh giá cao cổ phiếu này. Nếu dài hạn thì thà tôi đi mua MBB còn ok hơn, MSB còn tốt hơn. Tôi nói thật là như thế, chứ còn cổ phiếu này thì có lẽ theo mình thì mình sẽ không nên giữ cổ phiếu này làm gì cả. Vietcombank hôm nay cũng có tăng trở lại, Techcombank, Vietinbank và CTG cũng có tăng trở lại này. CTG hôm nay cũng tăng. Thì đây là cái cổ phiếu nó có phản ứng trở lại, thì hôm nay cũng có tăng này. Đó. Khi vượt khỏi một cái kháng cự mạnh như này thì nó sẽ có xu hướng nó quay trở lại test, thì đấy cũng là điều tất nhiên. Và cái lúc test thế này là cái lúc mình bán ra, cái lúc là chúng ta bán ra chứ chúng ta không phải chúng ta mua vào đâu ạ. Với CTG thì nói chung là các bạn để ý nhá, CTG thì hiện tại với cái mô hình hai đỉnh này thì nó bản thân mình thì chưa thấy nó trả đủ đâu ạ. Về đâu đó vùng giá 31-32 thì nó mới về hết được cái mô hình hai đỉnh này này. CTG này đặc biệt chưa có điểm mua, làm gì có điểm mua tại cái thời điểm kể cả ngắn hạn cũng thế, CTG ngắn hạn dài hạn thế chưa có điểm mua được các bạn tại thời điểm này. Cái cổ phiếu dòng banh bây giờ tìm điểm mua nó khó lắm, không có điểm mua đâu các bạn ạ. Chúng ta thì chủ yếu là đi mua dài hạn, so sánh dài hạn, cổ phiếu là tốt cho dài hạn thì ta mua thôi. Ví dụ như MSB, MBB thì tôi chứ còn không mua được tại những cái banh mà nó không có rõ ràng xu hướng lắm như này nhé. Vâng, video đến đây là kết thúc. Nếu quý anh chị các bạn có gì thắc mắc thì cứ comment xuống phía dưới video hoặc là inbox trực tiếp mình trên nhóm Zalo nhé. Xin cảm ơn quý anh chị các bạn đã theo dõi video đến tại thời điểm này. Xin chúc quý anh chị và các bạn một buổi tối vui vẻ và an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau ạ.